Biên, một chương trình mua sắm uy tín sẽ giới thiệu đến tất cả quý vị những sản phẩm chất lượng với mức giá rất hấp dẫn. Kính thưa quý vị, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một sản phẩm giúp chăm sóc và phục hồi sức khỏe, hữu ích và tiện lợi, đặc biệt là rất thích hợp với những người thường xuyên bị đau nhức cơ thể. Và bệnh nhức mỏi không chỉ xuất hiện ở người già đâu ạ, mà với nhịp sống hiện đại như ngày nay thì những người trẻ tuổi cũng dễ dàng bị nhức mỏi do phải làm việc nhiều giờ trong một tư thế, và nhất là đối với những nhân viên văn phòng. Kính thưa quý vị, với sản phẩm mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay sẽ có thể giúp quý vị chăm sóc da cũng như là thư giãn ngay tại nhà như có một chuyên viên massage ngay bên cạnh mà vẫn rất tiết kiệm được chi phí. Và ngay bây giờ Chí Thuận xin giới thiệu đến quý vị một trợ thủ đắc lực cho việc massage và thư giãn ngay tại nhà, đó là chiếc máy massage cầm tay Elip, thực tiện dụng, giúp giảm mệt mỏi và nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Kính thưa quý vị, từ lâu khoa học đã chứng minh việc massage đem đến rất nhiều lợi ích cho mọi người ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là đối với những người già và những người làm việc văn phòng. Việc massage thường xuyên như thế sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta giảm stress, làm giảm căng cơ và giúp cho năng lượng của chúng ta phục hồi nhanh hơn. Và hơn thế nữa, còn đánh tan các độc tố axit lactic gây mệt mỏi tích tụ dưới da và xoa bóp những chỗ đau và giúp cho việc tuần hoàn máu dễ dàng hơn. À, và còn nữa quý vị ơi, việc chúng ta massage đều đặn như thế này nè sẽ giúp kích thích các huyệt vị, giúp duy trì và điều hòa huyết áp rất tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người. Còn nữa nha, khi mà chúng ta dùng máy massage thì còn có thể giúp cho da dẻ của chúng ta trở nên trẻ hóa hơn, bởi vì giúp loại bỏ được các tế bào chết, giúp tăng cường cái quá trình hấp thu và điều hòa những cái dưỡng chất đưa vào cơ thể. Và việc massage thường xuyên như vậy sẽ rất tốt cho cơ thể. Nhưng mà massage thường xuyên ở các spa như thế sẽ rất là tốn kém và mất nhiều chi phí nữa, đúng không Huỳnh Ngân? Đúng rồi đó. Chẳng hạn như mà khi chúng ta đang làm việc như là ngồi sử dụng vi tính một thời gian, cảm thấy đau vai hoặc là đau lưng thì không thể nào mà bỏ dở công việc để đến ngay spa mà massage liền được, đúng không nào? Việc massage truyền thống như vậy sẽ cần phải có người khác giúp đỡ, hoặc là mình tự massage cho mình như thế sẽ rất là bất tiện. Hoặc là chúng ta massage ở những vùng như là bả vai, sau bả vai và vùng lưng thì chúng ta không thể nào tự massage được. Đúng rồi. Kính thưa quý vị, và giờ đây với chiếc máy massage cầm tay Elip, thiết kế nhỏ gọn, tiện cầm tay và chủ động trong sử dụng như thế này. Như vậy thì chúng ta có thể duy trì được cái việc massage đều đặn mỗi ngày. Như vậy thì sẽ đem đến cảm giác thư giãn thoải mái và tăng cường sức khỏe. Điều đặc biệt ở chiếc máy massage cầm tay Elip này là đi kèm với thân máy là 7 đầu massage với những tính năng riêng biệt sẽ giúp cho chúng ta massage khắp toàn bộ cơ thể của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Chí Thuận tìm hiểu nhé. Và trước tiên Chí Thuận sẽ lắp đầu massage này vào bên trong thân máy. Như quý vị đã thấy rằng chúng ta thao tác rất là dễ dàng và nhanh chóng, nhưng đảm bảo với tất cả quý vị là rất chắc chắn. Xin giới thiệu, đây là đầu cho khớp, giúp massage ở các khớp xương như là cổ tay, khuỷu tay và cả mắt cá chân nữa. Đúng rồi, rất là dễ dàng và thích hợp dành riêng cho các bộ phận gần khớp, đúng không? Đúng, chính xác đó Huỳnh Ngân. Và sau đó chúng ta chỉ cần tắt máy, vặn nhẹ và kéo ra là chúng ta đã có thể dễ dàng thay đổi đầu massage khác rồi. Và tiếp theo Chí Thuận sẽ lắp bộ 4 đầu này vào bên trong máy để massage ở những vùng cơ thể như là bụng, thắt lưng, vùng bả vai nữa và cả vùng lưng nữa. Đây là những vị trí mà chúng ta rất dễ dàng bị nhức mỏi do phải thường xuyên làm việc nhiều giờ. Và đây, với thiết kế 4 cháu như thế này sẽ cùng một lúc tác động lực lên những vị trí liên kề, giúp cho cơ thể của chúng ta cảm thấy dễ dàng và thoải mái hơn. Và tiếp theo sẽ là đầu kim châm, giúp cho chúng ta massage ở vùng như là lòng bàn tay nè, lòng bàn chân nè, và này, cả đùi nữa Huỳnh Ngân ơi. Trời ơi, Huỳnh Ngân thấy hay quá à, nhìn rất là lạ đúng không? Cảm giác như thế nào? Cảm giác rất là thoải mái và cảm thấy tràn đầy sức sống đó Huỳnh Ngân. Hay quá vậy. Tại vì nó nghe nè Trí Thuận ơi, Huỳnh Ngân nghe mọi người nói là khi mà chúng ta massage kích thích những cái huyệt vị ở dưới lòng bàn chân á thì là một liệu pháp rất tốt cho sức khỏe, không biết có phải không hả Trí Thuận? Vâng, chính xác Huỳnh Ngân. Nhưng mà và tiếp theo Trí Thuận sẽ lắp đầu massage lông mềm này vào để massage ở những vùng như là cổ, bả vai và cả các cơ nữa. Quả thực rất là nhẹ nhàng và êm ái đó Huỳnh Ngân ơi. Và ngoài ra thì chúng ta còn có thể massage nhẹ nhàng ở vùng cổ nè,
vùng cơ, vùng cánh tay mà chúng ta hay bị nhức mỏi do phải làm việc hoặc là học tập trong nhiều giờ, và rất phù hợp đối với những người làm việc văn phòng nè, chị em phụ nữ nội trợ, những người già hoặc những học sinh sinh viên nữa. Hay quá à. Và Trí Thuận ơi, Huỳnh Ngân thấy nãy giờ hả, Trí Thuận giới thiệu rất là nhiều các đầu massage đúng không? Và Huỳnh Ngân để ý thấy là cái đầu massage này rất là đặc biệt nha. Đây là một cái đầu massage được gọi là đầu xoa bóp, rất là mềm mại. Rất là mềm mại, rất là nhẹ nhàng, dùng cho chúng ta có thể massage những cái vùng da mỏng như là da mặt nè, rất là nhẹ nhàng êm ái. Da đầu, massage đầu cũng rất là êm nha, và cả là massage cho cái phần bắp đùi của chúng ta đây nữa. Rất là nhẹ nhàng. Và Huỳnh Ngân cũng có một bí quyết muốn bật mí với các chị em phụ nữ, đó chính là khi mà chúng ta massage da mặt sau đó mới xoa kem dưỡng da lên, thì như vậy sẽ giúp cho chúng ta có thể hấp thu được lượng chất dinh dưỡng đưa vào da nè. Và việc massage da mặt mỗi ngày như vậy sẽ còn khiến cho da của chúng ta trở nên là trẻ hơn nè, tươi trẻ, hồng hào và khỏe mạnh hơn nữa đó. Có một bí mật nữa nha, đó là mỗi khi mình đang cảm thấy là đầu óc căng thẳng hoặc là nhức đầu, thì đây, với chiếc máy massage cầm tay Elite này như một trợ thủ rất là đắc lực, giúp Huỳnh Ngân có thể massage nhẹ nhàng cái khu vực đầu. Ôi, cảm giác rất là thư giãn. Thực sự Ngân cảm nhận được là cái độ rung chuyển của máy như thế này đây, làm cho Ngân cảm thấy là mạch máu giống như là được lưu thông, và cảm giác rất là dễ chịu, rất là thư giãn đó Trí Thuận ạ. Vẫn chưa hết đâu Hình Ngân à, mình sẽ giới thiệu với Hình Ngân đây là đầu giảm béo. Đầu giảm béo sẽ giúp cho chúng ta massage ở những vùng như là vùng bụng nè. Vùng bụng là vùng mà chúng ta dễ tủ mỡ nhất. Đúng rồi. Và tiếp theo đó là vùng thắt lưng nữa. Đúng rồi. Còn Ngân thấy là cả bắp đùi. Cả bắp đùi và cả vùng bả vai nữa Hình Ngân. Đúng rồi. Và Hình Ngân nghĩ là rất là tuyệt vời. Đây là một sản phẩm rất là thích hợp cho những chị em phụ nữ mới sinh con đúng không? Thay vì tập thể dục thì các chị còn có thể kết hợp thêm cái việc sử dụng đầu massage giảm béo này để có thể đánh tan mỡ cái phần bụng, phần nào lấy lại được vóc dáng thon gọn ngày xưa đúng không ạ? Rất hấp dẫn đúng không ạ? Và Trí Thuận ơi, chúng ta đã nhìn qua được những cái đầu massage dành cho chiếc máy massage Elite này rồi. Chúng ta đều có thể thấy được là những cái đầu massage này thật là tuyệt vời và phù hợp với tất cả các bộ phận trên cơ thể, có đúng không ạ? Vẫn chưa hết đâu Hình Ngân ơi, đây là đèn hồng ngoại được tích hợp ở trên máy. Và đèn hồng ngoại được tích hợp ở trên máy như thế này thì những vùng mà chịu nhiệt bởi đèn hồng ngoại, khi mà chúng ta massage như thế này thì nó sẽ ấm lên đúng và rồi. Giúp giảm mạch, giúp cho việc lưu thông máu dễ dàng hơn. Đồng thời thì sẽ giúp cho chúng ta xoa dịu được các cơn đau nè, làm dịu cơn đau đúng không? Rồi còn có thể kích thích được cái vùng da ở chỗ đó đúng không nè, cái lưu thông máu sẽ dễ dàng hơn, chống viêm mãn tính và thư giãn cơ nữa. Thật sự rất là tuyệt vời, sẽ tăng cường thêm hiệu quả hồi phục sức khỏe. Và Trí Thuận ơi, Trí Thuận nhìn thấy nha, chúng ta có một cái chiếc máy với rất là nhiều những cái chức năng như thế đúng không? Nhưng mà thao tác sử dụng lại rất đơn giản, chỉ cần xoay một cái là máy đã được kích hoạt rồi. Và quan trọng hơn nữa là chúng ta có rất là nhiều những cái độ mạnh nhẹ, những cái cường độ khác nhau, chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh. Chỉ cần xoay nhẹ nút thôi. Quá dễ dàng. Rất là dễ dàng, càng lúc thì càng mạnh hơn. Nhưng mà để chứng minh cho quý vị thấy là cái độ mạnh nhẹ được tăng lên như thế nào thì chúng tôi sẽ làm một thí nghiệm nhỏ nhỏ ngay sau đây. Trí Thuận hỗ trợ cùng với Huỳnh Ngân nhé. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ lấy một cái bát nước như thế này nhé Huỳnh Ngân. Đúng rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem. Huỳnh Ngân sẽ khởi động máy nha. Rồi, bắt đầu đi Huỳnh Ngân. Giờ bắt đầu chúng ta sẽ tăng dần cường độ nè. Đó, tăng dần cường độ thì đúng không? Wow, có thể làm nước rung chuyển như thế này hả Huỳnh Ngân? Quả thật rất là hấp dẫn ha. Đúng và rồi. Đây rất tiện lợi để chúng ta massage tại nhà và thư giãn nữa. Thấy không, có rất là nhiều cường độ mạnh nhẹ khác nhau. Và điều đặc biệt là khi Huỳnh Ngân thấy chiếc máy của chúng ta tác động lên cái chậu nước này thì chúng ta thấy là tác động một lực rất mạnh đúng không? Và chúng ta cùng thử xem nha, khi mà chúng ta sử dụng chiếc máy massage này đưa vào cơ thể, đúng là lực tác động rất mạnh, cảm giác như là rất là có lực á. Chúng ta sẽ dễ dàng xóa tan được cảm giác mệt mỏi rất là nhanh chóng và dễ dàng phục hồi sức khỏe đó thưa quý vị. Rất là sảng khoái. Thật sự dùng đúng từ là massage rất có lực. Và quý vị ơi, như vậy là với chiếc máy massage cầm tay Elite này thì chúng ta gần như có thể nói là đạt đến cảm giác giống như là được xoa bóp theo phong cách truyền thống vậy. Nhưng mà Huỳnh Ngân ơi, với việc massage truyền thống như vậy thì nó sẽ đòi hỏi chúng ta rất là nhiều kỹ năng, như là phải biết ứng huyệt nè, biết cách xoa bóp huyệt đạo nữa, và rất là nhiều kỹ năng như thế. Mà ngoài ra chúng ta sẽ phải tập trung ở những vị trí khác nhau như là vai nè,
lưng nè, bụng nè, thắt lưng nè, rất là nhiều. Đúng rồi, massage theo phương pháp truyền thống thì nhiều khi là có những cái kỹ thuật mà chứ thuật chưa kể đến, chẳng hạn như là bấm rung nè ha, còn có cả là massage tăng mỡ nè, rồi massage thư giãn nữa, rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà với chiếc máy massage cầm tay Elite này thì hoàn toàn không có gì khó khăn cả, tất cả mọi kỹ thuật kể trên đều được chúng ta thực hiện rất là nhanh chóng và dễ dàng với những cái đầu massage như thế này. Thứ nhất là chúng ta có thể sử dụng được cho tất cả các bộ phận khác nhau ở trên cơ thể. Thứ hai nữa là với rất là nhiều những cái chức năng, đúng không? Vừa có thể massage tan mỡ nè, rồi có thể massage da nữa, rồi còn có cả là dây ấn huyệt vị nữa. Còn có tia hồng ngoại được tích hợp ở trên máy nữa, giúp cho những vùng da của chúng ta được chịu nhiệt và ấm lên và giúp thư giãn mạch máu rất là tốt. Đúng rồi, điều này thì hoàn toàn là vượt trội hơn hẳn so với lại phương pháp massage truyền thống, đúng không nào? Quý vị ơi, như vậy thì quý vị có thể thấy là chiếc máy massage cầm tay Elite này của chúng ta là một chiếc máy massage cơ sở vật lý, nhưng mà lại hoàn toàn có thể thỏa mãn được tất cả các nhu cầu xoa bóp thông thường, giống như là khi chúng ta thực hiện các kỹ thuật xoa bóp truyền thống vậy đó. Và chúng ta có thể cùng nhìn lại đây, với một cái bộ gồm tất cả các đầu massage như thế này, gồm 7 đầu massage. Đây là đầu lông mềm, đầu tăng mỡ, đầu cho khớp, đầu bốn chấu kết hợp, đầu xoa bóp, đầu kích thích huyệt vị và đầu kim châm. Thật là tuyệt vời, đúng không ạ? Chúng ta có thể dễ dàng chăm sóc sức khỏe giống như là được xoa bóp theo kiểu truyền thống. Và một món quà tuyệt vời như vậy cho sức khỏe và nhan sắc thì quý vị con chân chơi gì mà không liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại 1800 1533. Máy massage cầm tay Elite, massage toàn thân, bộ bốn đầu, đầu cho khớp, đầu kích thích huyệt vị, đầu giảm béo, đầu kim châm, đầu lông mềm, đầu xoa bóp. Đơn giản, dễ sử dụng. Nút điều chỉnh đơn giản, tay cầm nhỏ gọn, đánh tan mệt mỏi, thư giãn cơ bắp, cơ thể sảng khoái. Giá hấp dẫn tại Lotte Đất Việt 790.000 đồng. Kết hợp đen hồng ngoại, massage vật lý, massage truyền thống, phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Sau một ngày làm việc vất vả, cơ thể chúng ta luôn cảm giác mệt mỏi, căng thẳng do các mạch máu lưu thông không đều và cơ bắp căng cứng. Việc massage giúp giảm stress nhanh chóng, xoa dịu các vùng cơ bắp bị căng cứng. Đánh tan axit lactic trong máu là tác nhân gây mệt mỏi dưới da, giúp cho mạch máu có thể lưu thông đều đặn, điều hòa và duy trì huyết áp, có lợi cho sức khỏe. Tăng quá trình hấp thụ và trao đổi chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe nhanh chóng và trẻ hóa làn da. Đèn hồng ngoại được tích hợp trên máy sẽ giúp vùng da chịu tác động nhiệt của hồng ngoại ấm lên, giúp giãn mạch. Kết hợp với động tác massage kích thích lưu thông máu, đồng thời có tác dụng thư giãn cơ, giảm đau, chống viêm mãn tính, càng giúp tăng cường thêm hiệu quả phục hồi sức khỏe.
Kính thưa quý vị, quả thực chiếc máy massage cầm tay Elite này là một sự lựa chọn hiệu quả và tiện lợi dành cho những người yêu thích việc massage và thư giãn ngay tại nhà và chăm sóc sức khỏe thật là tốt. Với thiết kế gọn nhẹ, với những cường độ điều chỉnh từ mạnh đến nhẹ sẽ giúp cho chúng ta có thể massage toàn bộ cơ thể của mình. Và hơn thế nữa, đây là một sản phẩm rất phù hợp với những người làm việc văn phòng nè, những chị em phụ nữ nội trợ, già hay trẻ, dù nhỏ hay lớn thì chúng ta cũng đều có thể sử dụng sản phẩm massage này. Kính thưa quý vị, và với 7 đầu massage riêng biệt như thế này sẽ đem đến cho quý vị sự chăm sóc tốt nhất. Trước tiên đó chính là đầu cho khớp, sẽ sử dụng cho các khu vực khớp xương. Thứ hai đó chính là đầu giảm béo, sử dụng cho các khu vực bụng và những khu vực dễ tích tụ mỡ. Thứ ba đó chính là đầu kích thích huyệt vị, sẽ giúp cho chúng ta dây ứng và kích thích các huyệt vị trên cơ thể. Thứ tư đó chính là đầu kim châm, giúp cho chúng ta xoa bóp ở phần lòng bàn tay và lòng bàn chân rất hiệu quả. Thứ năm đó chính là đầu lông mềm. Vâng, và với đầu lông mềm này thì chúng ta sẽ sử dụng cho khu vực cổ, bả vai và cánh tay. Và tiếp theo nữa đó chính là đầu xoa bóp. Chúng ta sẽ dùng cho các vùng da mỏng như là da mặt, da đầu hoặc là bắp chân. Và cuối cùng rất đặc biệt đó chính là đầu bốn chấu kết hợp như thế này đây, giúp cho chúng ta có thể sử dụng trong các khu vực là thắt lưng, bả vai hoặc là cột sống. Và ngoài ra còn có đèn hồng ngoại được tích hợp ở trên máy, giúp cho những vùng da chịu nhiệt bởi đèn hồng ngoại được ấm lên và giúp cho chúng ta dễ dàng lưu thông máu hơn. Quý vị ơi, một sản phẩm ưu việt đến như vậy mà mức giá chỉ có 790.000 đồng thôi, thực sự là một mức giá rất hấp dẫn mà Lotte Đất Việt Home Shopping ưu đãi cho quý vị đó. Hãy nhanh tay gọi cho điện thoại của chúng tôi theo số 1800 1533 và chúng tôi sẽ giao hàng cho tất cả quý vị trong vòng 48 tiếng ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Máy massage cầm tay Elite massage toàn thân, bộ bốn đầu, đầu cho khớp, đầu kích thích huyệt vị, đầu giảm béo, đầu kim châm, đầu lông mềm, đầu xoa bóp. Đơn giản, dễ sử dụng. Nút điều chỉnh đơn giản, tay cầm nhỏ gọn. Đánh tan mệt mỏi, thư giãn cơ bắp, cơ thể sảng khoái. Giá hấp dẫn tại Lotte Đất Việt 790.000 đồng. Kết hợp đèn hồng ngoại, massage vật lý, massage truyền thống. Phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Sau một ngày làm việc vất vả, cơ thể chúng ta luôn cảm giác mệt mỏi, căng thẳng do các mạch máu lưu thông không đều và cơ bắp căng cứng. Việc massage giúp giảm stress nhanh chóng, xoa dịu các vùng cơ bắp bị căng cứng. Đánh tan axit lactic trong máu là tác nhân gây mệt mỏi dưới da, giúp cho mạch máu có thể lưu thông đều đặn, điều hòa và duy trì huyết áp, có lợi cho sức khỏe. Tăng quá trình hấp thụ và trao đổi chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe nhanh chóng và trẻ hóa làn da. Đèn hồng ngoại được tích hợp trên máy sẽ giúp vùng da chịu tác động nhiệt của hồng ngoại ấm lên, giúp giãn mạch. Kết hợp với động tác massage kích thích lưu thông máu, đồng thời có tác dụng thư giãn cơ, giảm đau, chống viêm mãn tính, càng giúp tăng cường thêm hiệu quả phục hồi sức khỏe.
khỏe là vốn quý của tất cả chúng ta. Chính vì vậy, quý vị hãy để cho chiếc máy massage cầm tay Elite này chăm sóc và phục hồi sức khỏe cho quý vị cũng như là cả gia đình nhé. Quý vị ơi, đây là một sản phẩm rất tuyệt vời đúng không ạ? Bởi vì chúng ta có thể dễ dàng xóa tan mọi cảm giác mệt mỏi và đau nhức. Thay vào đó là cảm giác rất là sảng khoái và thư giãn. Mà đặc biệt là tiết kiệm được chi phí nè, chủ động mọi lúc mọi nơi. Và với cái bộ sản phẩm của chúng ta gồm 7 đầu massage như thế này sẽ có thể đáp ứng được tất cả mọi nhu cầu xoa bóp của quý vị. Quá đúng một sản phẩm ưu việt đúng không ạ? Và quý vị ơi, còn chừng chờ gì nữa mà không bật máy lên để gọi cho chúng tôi theo số 1800 1533. Quý vị ơi, hãy nhanh tay để sở hữu cho mình một sản phẩm này, đó là chiếc máy massage cầm tay Elite nhé. Và hoặc làm quà tặng cho người thân nữa để thể hiện rằng sự quan tâm của mình dành cho người thân. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Huỳnh Ngân và Trí Thuận xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau để đem đến cho quý vị những sản phẩm uy tín và chất lượng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.